Xin mến chào quý vị khán giả đang cùng đến với chuyên mục Đẹp và Thẩm Mỹ ngày hôm nay. Đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại vị khán giả may mắn của lần trước, xem là ngày hôm nay cô ấy đã thay đổi diện mạo của mình như thế nào nhé. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Quỳnh Na đến từ Đà Lạt. Xin chào Quỳnh Na. Dạ, em con chào bác sĩ Long. Xin chào chị Khánh Ly và các vị khán giả. Và tiếp theo Khánh Ly xin được giới thiệu một người rất là quan trọng và quen thuộc cùng với chuyên mục, đó chính là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013, người đã mang đến diện mạo xinh đẹp cho Quỳnh Na ngày hôm nay cũng như là rất nhiều các chị em phụ nữ trong chương trình. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Khánh Ly và chào Quỳnh Na và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quỳnh Na ơi, không biết là sau khi mà phẫu thuật xong thành công như thế này thì cái cảm xúc của em như thế nào? Dạ, có sẵn bác sĩ Long ở đây, con xin nói thật là cái lúc mà con trước khi con chưa phẫu thuật thẩm mỹ về cái lỗ mũi con á, con đi đâu con cũng đeo khẩu trang á. Con rất tự ti về khuôn mặt của mình. Nhưng mà sau khi con phẫu thuật xong rồi con có thể đỡ khẩu trang, con đi ra đường rất tự nhiên ạ. Và con rất tự tin khi nói chuyện với người đối diện. Ôi vậy chúc mừng con. Cái đó là cảm xúc của Quỳnh Na và Khánh Ly cũng xin chúc mừng Quỳnh Na. Như vậy thì không biết là những người thân xung quanh hay bạn bè có nói gì, có khen chê gì về khuôn mặt mới của mình không? Dạ, đa số là khen ạ, không ai chê hết ạ. Cười rất đẹp và không có nghĩ là em phẫu thuật luôn á. Khánh Ly được biết là lúc trước á thì Na cái phần mũi ngay chỗ này là gần như là không có cái sống, không có sống phía trên luôn. Và nhìn nghiêng thì thấy hơi gãy, cho nên đó là lý do mình nghe Na cũng khá là tự ti về gương mặt của mình. Như vậy thì không biết là bác sĩ đã sử dụng phương pháp gì để có thể cải thiện điều này cho Na? Lúc mà khám cho Na thì mình thấy cái sống mũi của Na gần như là nó không có luôn. Cái phần đầu mũi cũng hơi to, hơi có cái dáng mũi cà chua đó. Trong khi cái phần sống thì lại thấp, thì do đó thứ nhất là chúng ta phải thu gọn cái đầu mũi lại và nâng cao lên một chút. Còn cái phần sống thì đương nhiên là phải nâng. Chúng ta làm ba việc, thế là nâng sống này, nâng đầu mũi này và chúng ta thu cái đầu mũi gọn lại. Như vậy thì không biết là trong phẫu thuật nâng mũi với bác, những cái trường hợp nào thì được gọi là ca khó, mà ca của Quỳnh Na có phải là một ca khó không? Ca của Quỳnh Na cũng là một trong những cái dạng khó. Tuy nhiên không phải là khó lắm, khó vừa vừa thôi. Vậy là bác cũng đã từng xử lý những ca khó hơn đúng không? Đương nhiên. Và khó hơn đó là cụ thể là như thế nào đó? Thực ra thì trong tất cả các dạng mũi mà để sửa những cái trường hợp được coi như là khó nhất á, là dị tật sức môi hàm ếch. Tại vì một cái trường hợp mà dị tật bẩm sinh sức môi hàm ếch thì nó xô lệch hoàn toàn. Ở trong đó vừa là mô mềm, vừa là sụn, vừa là xương, vết nhăn đồng mộ các thứ đều bị đẩy lệch qua hàm bên hết. Thế thì cho nên là chúng ta điều chỉnh toàn bộ những cái đó lại, thì phải nói là nếu người nào làm được những cái dạng mũi đó thì những cái mũi khác không còn là vấn đề nữa. Na ơi, không biết là lúc mà em làm xong á thì em thấy là mấy ngày thì hết sưng và hết đau? Dạ, cỡ 4-5 ngày á. Dạ, mà con không kiêng cữ gì trong ăn luôn á. Không kiêng cữ gì luôn. Khánh Ly thấy là Quỳnh Na đến từ Đà Lạt. Mà thường thường á, Đà Lạt là khí hậu rất là trong lành, mát mẻ và rất là dễ chịu. Thì không biết đây có phải là một cái yếu tố mà làm cho Na hồi phục nhanh không? Có thể. Đặc biệt Đà Lạt nó có cái khí hậu lạnh. Đội ngũ ở đây hay khuyên là về chúng ta chườm lạnh. Đối với Na thì về Đà Lạt thì chắc khỏi mình chườm, nó lạnh sẵn rồi đúng không? Quỳnh Na ơi, hồi nãy thì thấy là em xúc động, bây giờ vẫn còn rớt nước mắt như vậy. Thì bây giờ nếu như mà em có một cái điều gì em vẫn còn thắc mắc nè, hay là em muốn gửi gắm đến bác sĩ thì em có thể chia sẻ luôn. Dạ, con cảm ơn bác sĩ rất nhiều luôn ạ. Con nghĩ đơn thuần không phải là phẫu thuật thẩm mỹ là thay đổi diện mạo mình để cho mình đẹp lên, mà thay đổi cả cuộc sống của các chị em phụ nữ luôn. Rồi chúc mừng con kể cả thay đổi diện mạo đẹp lên và thay đổi về mặt gì đó tinh thần nữa. Tự tin hơn đúng không? Đúng rồi, tự tin hơn thì sao sẽ dễ dàng thành công hơn.
cái việc mà một người phụ nữ họ cảm thấy tự ti bản thân mình và sau đó họ có thể cởi bỏ khẩu trang ra để họ có thể cho mọi người thấy gương mặt của mình là một sự thay đổi rất là lớn, đúng không Nam? Cảm ơn bác sĩ Long bởi vì đã mang đến một diện mạo rất là xinh đẹp cho Quỳnh Na cũng như là nhiều chị em phụ nữ của chương trình. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn bác đã mang đến những thông tin hết sức thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. À, cảm ơn em. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương mục Đẹp và Thẩm mỹ xin phép được khép lại. Xin chào và xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo.